Chúng ta đang sống trong một thời đại cởi mở, khi lập nghiệp không còn bị giới hạn ở khái niệm xin việc nữa. Rất nhiều bạn trẻ đã chọn con đường khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, hoặc thậm chí không vào đại học mà tự mình làm chủ công việc kinh doanh ngay sau khi rời mái trường phổ thông. Khát vọng làm chủ cuộc đời là một khát vọng chính đáng, đam mê kinh doanh là một đam mê tuyệt vời. Nhưng nếu xuất phát trên nền tảng hiểu biết sâu sắc về những điều mình làm, cùng với những kiến thức và bài học kinh nghiệm của người đi trước, chắc chắn thành công của các bạn sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Sau đây là 5 cuốn sách kinh điển về khởi nghiệp mà Coach Lê Khánh Toàn muốn giới thiệu với các bạn. 1. Sổ tay khởi nghiệp. Lý do bạn quyết định khởi nghiệp là gì? Liệu bạn có những thói quen cần thiết để khởi nghiệp hay chưa? Bạn hiểu biết bản thân đến đâu? Thái độ của người thân đối với dự án của bạn như thế nào? Những câu hỏi này dường như là những trăn trở chung mà bất cứ bạn trẻ nào khi bắt đầu khởi nghiệp cũng phải nghĩ tới. Thấu hiểu những điều đó, Saigon Books đã lên ý tưởng và thực hiện sổ tay khởi nghiệp với hy vọng các bạn trẻ đang tìm hiểu hoặc mong muốn khởi nghiệp tìm ra con đường cho mình thông qua việc trả lời những câu hỏi căn bản là những vấn đề cốt tử từ khi khởi nghiệp. Cuốn sách tập hợp nhiều bài viết là những chia sẻ của các doanh nhân đã và đang khởi nghiệp tại Việt Nam. Có người thuộc thế hệ 7X, 8X, cũng có người thuộc thế hệ 9X. Bên cạnh những người đã thành công và nổi tiếng, lại có những người đang từng bước xoay trở với sự nghiệp của mình. Chính từ những bài viết này, các bạn trẻ có dịp được tiếp cận những trải nghiệm quý giá của những doanh nhân trong ngày đầu của hành trình khởi nghiệp. Có nước mắt, có thất bại, có chua cay, nhưng tất cả đã làm nên sự thành đạt sau này cho họ. Và đây cũng sẽ là bài học thiết thực và bổ ích cho những bạn trẻ đang ôm ấp giấc mộng khởi nghiệp. 2. Kinh điển về khởi nghiệp. Dù khởi nghiệp kinh doanh là con đường mà bạn đã hay sẽ lựa chọn, cuốn sách kinh điển về khởi nghiệp cũng đều sẽ là cẩm nang tuyệt vời giúp bạn xây dựng được một doanh nghiệp thực sự thành công, tránh khỏi những cạm bẫy vốn có đối với các công ty khởi nghiệp, đặc biệt trong môi trường cạnh tranh biến đổi nhanh chóng và toàn cầu như hiện nay. Kinh điển về khởi nghiệp ra đời từ kinh nghiệm của nhiều lần khởi nghiệp kinh doanh và những bài giảng của tác giả Bill Olet thuộc Viện Công nghệ Massachusetts MIT, một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, nơi cho ra đời hơn 30.000 công ty với tổng doanh thu hàng năm khoảng 2.000 tỷ đô la, tương đương với nền kinh tế thứ 10 thế giới. Cuốn sách tổng hợp các vấn đề của khởi nghiệp thành 24 bước với 6 chủ đề dễ hiểu và dễ áp dụng với môi trường kinh doanh ở Việt Nam. 1. Xác định rõ khách hàng của bạn là ai, họ ở đâu. 2. Xác định giá trị bạn mang lại cho khách hàng của mình là gì. 3. Làm thế nào đưa được sản phẩm tới tay khách hàng. 4. Cách thức tạo ra doanh thu từ sản phẩm của mình. 5. Kế hoạch thiết kế và phát triển sản phẩm ra sao. 6. Làm sao để gọi vốn và tăng quy mô của doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm của tác giả hàng đầu đến từ trường số 1 thế giới về khởi nghiệp, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào giá trị cuốn sách mang lại, nắm được quy trình và từng bước cụ thể thực tế khởi nghiệp để tới thành công. Bí quyết gọi vốn đầu tư giúp mở rộng quy mô kinh doanh một cách nhanh chóng. Nhận diện những kỹ năng và con người cần thiết cho đội nhóm trong giai đoạn đầu quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Nhận được những bài học quý giá từ những dự án khởi nghiệp thất bại và thành công. Hiểu rõ con đường khởi nghiệp trước khi thực sự bước trên con đường đó. Lường trước rủi ro trên con đường khởi nghiệp, gia tăng thành công cho bạn và doanh nghiệp của mình, giúp bạn tiết kiệm được học phí hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. 3. Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Bí quyết tay trắng thành triệu phú là cuốn sách nhận được sự đánh giá cao của rất nhiều độc giả. Nó có sức hút lớn, đặc biệt với những bạn trẻ tay trắng đang khao khát làm giàu, tạo dựng cho mình một gia sản triệu đô. Nhờ có cuốn sách này mà nhiều người đã được tiếp thêm động lực và khao khát vươn tới thành công. Con đường ấy dù khó khăn thật đấy, nhưng chỉ cần quyết tâm và làm đúng cách, nhất định sẽ gặt hái được thành quả ngọt ngào. Phải nói rằng cuốn sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú của Adam Khu đã mang đến cho độc giả một cái nhìn trọn vẹn về cách làm giàu. Nó đúc kết lại những điều sau: bất kỳ người nào cũng có thể làm giàu và khởi nghiệp dù trong tay chưa có gì cả. Suy nghĩ và hành động, làm việc giống như người giàu thì nhất định bạn sẽ giàu. Rèn luyện những thói quen tích cực để nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Dám thử thách, dám thất bại
thì mới gặt hái được nhiều thành công. Xây dựng cho mình một bản kế hoạch đầu tư làm ăn thông minh và khôn ngoan. Đẩy mạnh việc kiếm tiền từ nhiều nguồn thu khác nhau để tạo ra sự chủ động. 4. Quốc gia khởi nghiệp. Quốc gia khởi nghiệp của Dan Senner và Saul Singer là một trong những cuốn sách nổi tiếng, luôn được các doanh nhân và chính trị gia tầm cỡ thế giới làm cuốn sách gối đầu giường, góp mặt trong top 100 cuốn sách bestseller về mảng kinh doanh, trở thành chìa khóa, động lực phát triển của các quốc gia nhỏ bé. Trước khi bắt đầu với nội dung của cuốn sách, bạn cần chuẩn bị một tâm lý rằng những câu hỏi, ngôn từ được sử dụng trong cuốn sách đều theo một phong cách rất thẳng thắn. Đây là phong cách quen thuộc của người Israel khi có thể phản biện mọi vấn đề một cách trực diện và không cần phân biệt cấp bậc địa vị. Người cấp dưới có thể không quá khiêm nhường đối với cấp trên mà có thể phản biện với nhau mọi vấn đề, và điều này thường ít xảy ra ở nhiều quốc gia. Họ luôn nhiệt huyết với công việc, trao đổi thẳng thắn với cấp trên về những vấn đề tồn tại mà họ nhìn thấy. Họ giải quyết các vấn đề đó bằng cách đưa ra những câu hỏi đánh trúng trọng tâm. Tính cách này không chỉ áp dụng trong công việc mà kể cả trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Những điều đó đôi khi có thể khiến bạn nghĩ rằng họ đã thẳng quá mức trong lần đầu tiếp cận, nhưng đây lại là cách thể hiện sự chân thành của con người nơi đây. Chính tinh thần quyết chiến đến từ những người cấp dưới chân chính và bộc trực này đã tạo nên một sức mạnh giúp Israel tạo nên đột phá. Họ từ một đất nước còn mới, không có gì nổi bật, bao trùm bởi chiến tranh tàn khốc, dân số thấp, trở thành một vùng đất vàng, nhận được nhiều sự đầu tư, nhiều nguồn vốn khổng lồ cũng như nguồn nhân lực với chất xám từ những nơi khác về làm việc. Thành quả đó có được đều bắt nguồn từ những gì mà chính những chiến binh của họ đã làm. Họ không ngồi chờ sung mà tự tay trồng cho mình những cây sung, luôn có trách nhiệm, quan sát và lập tức đưa ra những vấn đề cũng như cách thức để giải quyết. Đó là tất cả những giá trị được hội tụ trong cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp của hai nhà văn Dan Senner và Saul Singer. 5. Dám thất bại. Với những câu chuyện mà tác giả đã gặp trong đời, ông đưa ra những lời khuyên thiết thực cho những ai muốn thành công. Bobby Bonds đã lý giải đầy đủ những điều bạn nên làm, không nên làm để thành công. Dám thất bại có nghĩa là lựa chọn những điều xứng đáng để chiến đấu. Nếu nhìn vào những người thành công trong lịch sử của chúng ta, bạn sẽ ngạc nhiên trước việc họ thường xuyên thất bại đến thế nào. Walt Disney, Steve Jobs, Stephen King, họ đều là những người từng bị từ chối, từng thất bại. Nhưng công thức thất bại để thành công là có thực. Người thành công là những người không từ bỏ, thất bại nhưng không đầu hàng. Ba cụm từ chiến đấu, chịu đựng, lặp lại là những từ đã rất hiệu quả với tác giả, và ông hy vọng chúng cũng hiệu quả với mỗi độc giả. Hãy đọc hết cuốn sách này để biết mình nên chiến đấu vì điều gì, nên chấp nhận thất bại nào, chịu đựng và không ngừng tiến những bước nhỏ. Hãy đọc cuốn sách để thức tỉnh và sẵn sàng đối diện với những chông gai, coi những thất bại là bước đệm để đi đến thành công. Để hiểu rõ những gì bạn muốn làm, bạn phải trải qua rất nhiều quyết định sai lầm vì những lý do sai lầm. Đó là quá trình học hỏi để trưởng thành. Trên đây là 5 trong số rất nhiều những cuốn sách kinh điển về khởi nghiệp mà Coach Lê Khánh Toàn đã chọn lọc và giới thiệu cho các bạn. Chúc các bạn khởi nghiệp thành công!